Em sẽ nhắc chị Ánh nếu em biết. Chắc bà biết à. Bây giờ em mới nói. Đây, đã từng chơi chương trình này chưa? Đây là lần đầu tiên đúng không? Đúng. Rùng lắm anh. Hả? Rùng lắm. Bây giờ rùng. Vui thôi mà. Tự nhiên giờ thấy mình ngu quá. Mình ngu quá. Hả? Cái đó là do giờ mình mới thấy. Tự nhiên đăng ký tham gia làm chi? Giờ ngồi đây rung. Ý là hồi nãy ở dưới nhắc dữ dội lắm. Nhưng mà ở dưới nó khác, lên đây nó khác anh. Khác không? Khác. Bây giờ muốn khác không? Chú cái Harry lên đọc luôn là khác nữa. Thôi anh đọc cho em đi. Đọc nhá. Dạ. Rồi, 2 phút dành cho Nguyễn Ánh. Bắt đầu. Cái gì lên mà không tàn, tàn mà không mất? Hại não chưa? Lên mà không tàn, tàn mà không mất. Là cái gì ha? Hả? À. Đại đi chị, mất thời gian. Sao đại đi. Sao ở dưới nhắc dữ lắm mà. Tàn cho. Tàn cho, không chính xác. Ai biết à? Giờ đâu có biết gì đâu anh. Biết là nhắc rồi. Cái gì? Lên mà không tàn. Mặt trời, chính xác. Ôi, sao không nói sớm mấy đứa. Mặt trời lên, rồi mặt trời tàn, chiều tàn. Cao nhưng mà nó có mất đâu, nó lại chiếu ở một đứa khác. Điền vào chỗ trống, chấm chấm chấm, đi chạng vạng, cá đi rạng đông. Trời ơi, sao tới em khó vậy? Tại vì ban tổ chức sắp xếp cho những người mà thánh nhắc. Đọc lại đi anh. Chấm chấm chấm, đi chạng vạng. Đi chạng vạng. Cá đi rạng đông. Con tôm. Rồi, tôm đi chạng vạng, cá đi rạng đông. Lên. Lên rồi, lên. Chặt đầu, róc da, xương trắng như ma. Hỏi là cây gì? Từ từ. Hả? Hỏi gì? Hỏi là cây gì hả? Từ. À. Ừ. Biết cây đó rồi. Thì nhắc đi. Cái gì mà trong nghề mình không được uống á? Hả? Cái gì mà trong nghề mình không được uống á? Trước khi diễn không được uống đó. À, cây mía. Đúng nhưng mà không được công nhận. Sao vậy? Tại vì nhắc ít lồ liễu á. Người ta đâu có hiểu gì đâu. Khán giả coi có ai biết không? Chắc chắn người ta đâu có hiểu gì đâu. Không ai biết đâu. Không ai biết đâu. Khán giả đâu có biết. Không biết mà. Không biết đâu. Nếu như mà các anh chị nhắc vậy các bạn biết không? Không. Xuống trời à? Chưa kỳ quá à. Chị nhớ mặt em rồi đó. Ở dưới dành cả tuổi thanh xuân nhắc người ta lên đây không trả lời được. Nhức não nè. Có 8 người ngồi trên một cái ghế dài, 3 cái chân ghế bị gãy và 6 người rời đi. Hỏi còn bao nhiêu cái chân? 3 cái gãy thì còn 1 cái chân. Còn 1 cái chân. Còn bao nhiêu? Còn 1 cái chân. Còn 1. Không chính xác. Trên 1 ghế dài. Đơn giản nè, 6 người đi rồi là còn 2 người là mấy chân? 4 chân. Ghế gãy 3 chân, còn chân là 5 chân hết. Được, hiểu rồi. 1 lít nước tinh khiết ở điều kiện bình thường bằng bao nhiêu kilogram? Nước tinh khiết và điều kiện bình thường. 1 lít nước tinh khiết. Đúng trong vậy. Điều kiện bình thường. Đúng vậy. Bằng bao nhiêu kilogram? Đúng vậy. Bằng 1 kilogram. Cái gì? Hả? 1 lít nước phải không? Bằng bao nhiêu? Bằng 1 ký. Lên. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh cũng muốn lên thằng em quá. Anh quay lên vàng. 1 lít dầu nặng hay nhẹ hơn 1 ký? Nhẹ hơn chứ. Nhẹ hơn. Lên. Yeah. Vì sao biết? Em đang nghiên cứu về nước giải khát. Vậy hả? Dạ. Đơn giản là dầu nổi trên nước phải nhẹ hơn rồi. Bạn sẽ làm gì khi bị kẹt trong chiếc thang máy đang rơi tự do? Cái này tôi biết, hồi đó tôi có đi học phòng cháy chữa cháy rồi các trong kiểu. Một thang máy đang rơi tự do hả anh? Chưa nha, em đang hỏi thôi nha, em chưa trả lời. Ngồi xuống hả ta? Ngồi hoặc nằm? Chọn. Nằm. Lên. Để đâu khoảng cách từ trái đất lên mặt trời người ta dùng đơn vị nào? Trả lời chân lại. Hả? Bước chân hả? Gì bước chân bà? Nhảy chạy tôi chứ. Ánh sáng hả? Bao nhiêu gì ánh sáng? Năm hả ta? Năm ánh sáng. Lên. Dễ quá trời. Kể tên 4 loại bánh được gói bằng lá. 4 loại bánh được gói bằng lá nè. À, bánh ít nè. 1. Bánh ú nè. 2. Bánh tét nè. 3. Bánh rồi bánh gì nữa? Một cái nữa đi. Bánh ú nè, bánh tét nè, bánh ít nè. Bánh lá gai. Không có bánh gọi là bánh lá gai. Chỉ ít có bánh lá gai rồi. Hoặc là bánh ít lá gai chứ không có bánh. Khoan. Bánh chưng á. Lên. Lên đi. Dễ quá trời luôn. Đấy, em biết sao không? Bánh ít đó là bánh ít lá gai chứ không có bánh lá gai, hiểu không? Đúng rồi. Nhìn thấy gai gai. Loài ong có bao nhiêu mắt? Loài ong có bao nhiêu mắt? Hết giờ. 5. Chính xác. Lên đường đất nữa là 6. 6 đoạn
liên tiếp chính xác dành cho người đánh. Xin chúc mừng. Khó thì có, giọng này khó thì sao câu của em khó quá. Sáu là ok.